Nếu như các bạn có nhu cầu mua nick liên của mobile hoặc phong quay của Huy thì đến với shopzena.com các bạn nhé. Nếu như nick lỗi bôi hoa 200%, đặc biệt có đội ngũ chăm sóc khách hàng 24/7. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hey, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Tom của channel các bạn nhé. Và trước khi bắt đầu video, mình xin chúc tất cả các bạn có ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình các bạn nhé. Đấy, thì lâu nay mình cảm giác như là cái kênh của mình ấy nó đang đi không được đúng hướng cho làm các bạn kia. Đấy, thì là kênh về top 1 trên A, nhưng mà đã rất lâu rồi mình không leo top. Thì cụ thể là cái video mà mình ở top 1 gần nhất cũng đã là 2 năm rồi. Đấy, thì rất là lâu rồi mình còn chưa leo top trên A. Vì lý do thì các bạn cũng biết đấy, ở những video trước mình nói rồi. Hiện tại đánh đỉnh cao bụt bẩn rất là nhiều, kéo bùa rất là nhiều luôn. Đấy, thì hiện tại là mình rất là khó chịu khi mà leo top mà mình phải cạnh tranh với bụt bẩn ấy, rất là mệt luôn. Đấy, thì các bạn đừng có hỏi vì sao mình mới rank tiếng Anh các bạn nhé. Bởi vì mình có chơi game đâu. Các bạn thấy từ đầu nguồn chưa, mình ra cũng mấy clip ấy. Còn lại mình chả chịu đồng vào game bởi vì hiện tại đâu không biết Garena đã fix cái long arc chưa. Đấy, nhưng mà đầu game đầu mua mình thấy là mọi người nói rất nhiều về cái vụ long arc ấy. Đấy, mình thấy game khá là chán luôn, nên là mình chả vào chơi các bạn nhé. Toàn là vào đầu thương thôi, đầu giải trí thôi chứ mình cũng chả chơi luôn. Tại bây giờ thì hình như là Garena có fix quá đấy, mình mới bắt đầu vào lại game thì các bạn thấy là đâu mùa dư mới có rank tiếng Anh thôi. Thì bây giờ là mình sẽ làm một chuỗi series leo rank từ Zena, từ rank tiếng Anh lên chiến tường các bạn nhé. Và kèm theo là auto Zena, tức là cay từ cái cục xanh lá này lên cục vàng luôn. Đấy, thì cố gắng lên cục vàng thôi, chứ còn lên này được hay không mình cũng chưa chắc chắn các bạn nhé. Bởi hiện tại điểm mình đang rất là thấp, mấy mùa trước mình không leo kia, điểm quá thấp. Đấy, thì trước khi mình làm clip này thì là mới có 2k điểm thôi các bạn nhé. Nhưng mà có một trận nó còng hơn 400 điểm bởi vì lâu vào không vào ấy. Nên là nói chung là cái series này bắt đầu từ 2000 điểm. Còn 2007 điểm đó là mình đã đánh một vài trận rồi các bạn nhé. Rồi thì mình sẽ là từ 2000 điểm cố gắng leo cục vàng, cục tìm cho các bạn. Nhưng mà phải cạnh tranh với bút bẩn thì nói chung là sẽ là khó hơn những cái mua cách đây rất là lâu rồi. Nhưng không sao, mình sẽ cố gắng thật nhiều để mà lên được cục vàng lại các bạn nhé. Rồi thì bắt đầu vào series luôn các bạn nhé. Rồi thì series này mình sẽ là đi đơn các bạn nhé. Đầu tiên là đi đơn bởi vì hiện tại rank đang khá thấp. Và thứ hai là nếu như mình đi team có dẫn cái thuế thì thường một trận nó chỉ diễn ra trong vòng 6 đến 8 phút thôi. Đấy, rất là chán luôn, mà các bạn mình muốn làm clip chất lượng cho các bạn ấy thì đi đơn cho uy tín luôn, ok. Đấy, chứ còn mà nếu như mà mình mà đi team thì một trận quá ít thời gian, mà thứ hai là điểm nó còn cũng không cao. Đi đơn như thế này MVP các bạn cộng điểm rất là nhiều, và thứ hai kể các bạn thua ấy, MVP nó trừ cũng rất là ít, nên là cố gắng đi đơn để mà được MVP các bạn nhé. Rồi thì có một số trận mình đã là không quay lại lần đầu ấy, có trận cộng tận 420 điểm bởi vì lâu rồi mình không chơi. Đấy thì cái máy mình dung lượng khá là thấp, có 64GB thôi bởi vì mình mua cũng hơn 3 năm rồi. Đấy, nên là mình sẽ quay tầm 6-7 trận ấy, 5-6 trận ấy là mình sẽ là xong một clip các bạn nhé. Bởi vì là dung lượng khá thấp mình cũng sẽ không lưu được nhiều, nên là mỗi clip mình sẽ quay từ tầm 6-7 trận hoặc là 5-6 trận các bạn nhé. Rồi thì trận này mình sẽ đối đầu với vị tướng là Batman. Đấy, thì rank này chủ yếu là về cái mặt là áo trinh thôi, cho con mà chất tướng mình không nói đến nhé. Thì Batman nó là chất tướng mạnh đầu game, thì các bạn dù chơi nó dùng xong chiếu ấy, các bạn vô vào nó thì nó sẽ là lổ máu. Và này mình sẽ chặn con lính này để cho nó không lên được level 4, thì mình sẽ là lên trước các bạn nhé. Đấy, thì chủ yếu cái rank này hiện tại là áo trinh thôi, cho con mà về cái việc mà chất tướng mình sẽ là không bàn đến. Rồi bây giờ mình sẽ là chơi thằng Batman ra, một là nó ra, hai là không thì mình sẽ là ép cái tên lính này và đe đường của nó cái tên lính này luôn các bạn nhé. Đấy, như hiện tại nó đang ở mid thì mình sẽ là farm nhanh tên lính này và đi gánh nó các bạn nhé.
Rồi sau khi mà farm nhanh tất lĩnh thì hiện tại bạn đã thọt hơn mình rồi, mình sẽ là đứng này chặn đỉnh luôn. Nó có vào thì mình sẽ chơi luôn các bạn nhé. Đây. Nó định lo nó sao nhưng mà rất tiếc là từ vật trạm trùng này rồi lượt ra. Đấy là có màng một màng rồi. Thì hiện tại cái chất tướng của mình hiện tại là đầu game ấy, bất mãn nó cũng mạnh, Magena cũng mạnh, chủ yếu ấy đứa nào mà tung chiếu trước đó đứa đó thắng mà phải tung chiếu trúng các bạn nhé. Bất mãn mà nó vô mình trước thì nó thường là sẽ không đủ đá, bởi vì Magena ấy tuy chưa đầu game chưa có đối thủ nhưng mà có cái miền khống gọi là miền thương từ cái chú bái nên là sẽ áo nhây được bất mãn các bạn nhé. Đấy, như pha vừa rồi ấy, nếu mà như mình mà không bật chú bá được ấy thì thường là sẽ nó sẽ đủ đám để én mình đấy, nhưng mà có cái miền thương kia nên là pha đầu từ người trạm luôn, nên là nó vừa bị khủng chế nó cũng vô thêm đám được, nên là mình đã lao nhây được các bạn nhé. Nhưng mà các bạn có biết là cái nỗi sợ của mình khi mà chơi ở tranh tiếng Anh này là cái gì không? Đấy, nỗi sợ duy nhất của mình là đồng đội ấy, chứ không phải là địch. Khả năng ấy, địch thường là nó cũng ga, nhưng mà đồng đội mình ấy thường là nó sắp mình với một cái team ga hơn rất là nhiều các bạn nhé. Đấy, đầy rồi chơi rất nhiều trận ở tiếng Anh rồi, thường là nó sẽ sắp cho mình một cái team mà bên địch thì sẽ có 1-2-3 người ok, hoặc là nó ga nhưng mà nó ga không đến nỗi là quá ga, nhưng mà team mình ấy bao giờ cũng sẽ có 1-2 thằng rất là ngáo cực kỳ ngáo luôn các bạn nhé, và sẽ bị thương thua là do là bị lật keo. Đấy, đấy là cái gì mình sợ nhất ở cái tranh tiếng Anh này. Thế còn mình mà giả sử mà các bạn lên cao thủ đông vui thì không sợ mấy đâu, bởi vì đồng đội hay địch ấy đều là khốn cả rồi, các bạn có thua thì cũng hay là thắng ấy thì cũng là tâm phục khẩu phục thôi. Chứ còn mà thua đánh này rất là ức chế luôn, bởi vì thứ nhất là đồng đội hay AFK, mà thứ hai là đồng đội rất là hay có người bị ngáo năng luôn đấy. Đấy, mình chỉ sợ hai cái đó thôi, nên là chơi dù thắng hay thua mình sẽ cố gắng MVP để thắng thì cộng nhiều điểm nhất có thể, còn thua thì nó trừ ít điểm nhất có thể các bạn nhé, thì các bạn sẽ là lời điểm thôi. Đấy là cái cách mà các bạn chơi cái top ấy, tuy các bạn không có team 5 ấy, cái pha này cho díu nó ổn tí này, đánh thương một phát nữa là xong. Các bạn mà không có team 5 như cái dân cây mà cứ chơi vài trận một phút ấy thì các bạn cứ chơi đi đơn như mình như này, các bạn đi đơn ấy cứ MVP thật nhiều, dù thắng hay thua các bạn sẽ là thua thì nó trừ ít, mà thắng thì cộng nhiều thì nó các bạn sẽ lời điểm thôi các bạn nhé. Đây thì xa pha này sau khi mà thấy bất mãn nó dùng chiếu thì mình sẽ là lượt vào combo nó các bạn nhé. Đấy, bất mãn các bạn đừng có coi thường nó, tuy là nó cái chất tướng nó hơi tu ấy, nhưng mà đám với là nó có cái hút máu rất là nhiều luôn, nó mà đứng cạnh con lính này nó hút máu cực kỳ nhiều luôn các bạn nhé, hút máu còn hơn cả con Helen hồi máu nữa. Các bạn để ý mà nó mà tung chiêu hai ở trong cái đám lính ấy nó hôi cực kỳ nhiều, nên lúc các bạn solo bất mãn ở trong cái đám lính ấy các bạn phải cẩn thận các bạn nhé, không bị nó áo nhai liên, nó hồi phục khá là nhiều đấy. Đây rồi, thì pha này nói chung là team mình chuẩn bị quét sạch nhá. Đây, bắt mán nó dùng tăng hình, hết tăng hình rồi thì mình sẽ đuổi theo, mặc dù nó sẽ là dùng dây đỏ đấy, nó sẽ chạy nhanh hơn, nhưng mà các bạn cứ đứng đi lại gần đây, nó dùng chiếu này, nó dùng chiếu thì pha này nó sẽ bị mất cái tốc chạy của dây đỏ ấy, thì nó sẽ là đi có nhá. Bắt đầu nó quẹo lên nó chạy là nó thoát rồi đấy, bởi vì tốc chạy con bắt mán nó sẽ là cao hơn dây ná của bạn nhá, thêm cái dây đỏ nữa. Thôi bây giờ là sẽ cố gắng là đẩy lính cao và én, nhưng mà mình cảm giác trận này đúng rồi, mình chơi khá là kém, nhất là bần mít. Đấy, fit khá là nhiều màng luôn, và thứ hai là team mình khá là mỏng, nên là trận này bắt man nó tung hoành rất là ngang dọc luôn. Đấy thì trận này khả năng chắc là thắng đâu các bạn nhé. Đấy, cái điều mình sợ nhất ở cái team này là đó là đồng đội quá kém ấy, thì là rất là khó chơi, bởi vì Sena là cái chất tướng mà các bạn biết đấy, thuộc dạng bắt lẻ, cũng như là bắt lẻ nhưng mà về lết ấy, team địch mà đi chung với nhau rất là khó bắt lẻ luôn, mà không có người để trụ thì rất là khó thắng. Đấy, nhưng mà bây giờ mà muốn đẩy trú ấy thì cần có AD, mà AD cứ lên là chết. Đấy, các bạn thấy là trận này team pick mỏng quá ấy, AD pháp sư gì cứ lên là chết như thế này thì rất là khó đẩy trú, mà các bạn lại không biết di chuyển, không biết nhìn map nữa, nên là đấy các bạn thấy chửi nhau rất là to luôn. Đấy, nên là trận này rất là khó thắng luôn các bạn nhé. Mình hiện tại chỉ làm nhiệm vụ và bắt lẻ AD ấy và đẩy lính cao, nhưng mà không có người mà đẩy trú ấy thì rất là khó thắng luôn. Sẽ cố gắng hết sức các bạn nhé để giành cái MVP đã, lỡ mà thua ấy thì cũng có nó thua trừ ý điểm thôi. Rồi thì pha này team mình đã tụ tập đủ 5 người để mà ăn con thần này, nhưng mà rất tiếc là bản rừng team mình không trưng trì được các bạn nhé, bị choáng ấy, không trưng trì được đấy, mất con thần dẫn đến là chuẩn bị thua trận đấu này luôn. Đấy thì hồi pha này mình còn bị bắt ma mắt nữa, đấy một pha rất là lỗi luôn, thì mình rất là cố gắng rồi, nhưng mà mình bắt lẻ cũng rất là nhiều rồi, nhưng mà hiện tại nếu mà team mình mà không lên đẩy được trú, game đẩy trú mà mình có bắt lẻ được 20 màng mà team mình không đẩy được trú thì vẫn là thua thôi. Rất là chán luôn các bạn nhá. Đấy, game này tuy là thua nhưng mà mình vẫn được MVP và mình chỉ bị trừ có
mười mấy điểm thôi. Không sao, vẫn đang lơ lơ điểm, tiếp tục là game tiếp theo các bạn nhé. Rồi thì game này mình là đối đầu với vị tướng Arthur. Đấy, vị tướng này rất là trâu bò luôn, các bạn có đừng lại đánh với nó ấy. Đến mẹ kiếm thì các bạn cũng chắc đã ăn được nó đâu. Nên tốt nhất là mình sẽ là farm xong lính và mình sẽ đi gánh các bạn nhé. Đấy, đơn giản các bạn đối đầu với những con mà trâu trâu như thế này ấy, các bạn đừng xuống lỗ, đi gánh thường xuyên cho mình là được các bạn nhé. Đấy, thì sau khi mình farm xong tướng lính, mình sẽ là đi gánh đường rồng này. Đây, đây, có màng đầu tiên cho mình nhá. Rồi, đây là thành công rồi đấy. Cho con Arthur nó là chơi một mình ở trên top. Thì hiện tại các bạn thấy là lính thì chưa đến phút thứ tư, nó cố gắng mấy thì nó cũng không thể là ăn được cái trụ của mình. Nên là trước phút thứ tư mình sẽ vẫn cứ đi gánh thôi. Vì hiện tại là con Arthur nó mà muốn đi gánh sớm hơn mình cũng rất là khó. Thứ nhất nó cho lính chậm hơn mình này, thứ hai nó di chuyển chậm hơn mình này. Đấy, nó chỉ có trấu khỏe hơn mình thôi. Nên là mình sẽ bỏ một tên lính đến hai tên lính ở đầu game mình đi gánh cho đồng đội các bạn nhé. Ở cái pha này thì các bạn thấy là Greenak và Chrissy lên gánh cho mình, nên mình sẽ là lên để mà kết liễu con Arthur này. Đây, các bạn thấy đấy, tuy nó trâu nhưng mà bá đánh một thì không chột cũng que thôi. Những cái phá mà đồng đội lên thì các bạn phải để ý nhá. Có nhiều khi mình chơi đánh này mình cảm giác đó, lúc mình đi gánh ấy, đồng đội không biết là mình gánh luôn. Đấy, thế mới tai. Đấy, mình đi gánh mình là bấm nút tập hợp rồi mà nó còn không biết mình gánh, nó lùi về. Đấy, thành ra là mình vừa lên thì thấy đồng đội về thì lại lổ người, lại thua. Đấy, con bắt thua. Đấy, các bạn nói chung là phải để ý phần này. Một cái tù nguyệt trạm là xong cái này. Đấy, thì phải để ý là đồng đội khi nào gánh thì mình ấy mà lên mà hỗ trợ cho đồng đội, chứ con mà đồng đội mà gánh cho mình không lên ấy, nó gánh không được gì mà nó còn mất thời gian để lên gánh các bạn, thời gian nó để nó phám ấy thì rất là bực, và sẽ là lần sau sẽ không gánh nữa. Thì lúc các bạn solo thua các bạn lại đủ ở đồng đội không gánh. Đấy là do các bạn một phần, nên các bạn phải để ý lúc đồng đội gánh nhá. Mình cũng không trách được vì đánh này ấy, thì người ta nhìn mà khá là kém, nên là mình cũng sẽ cố gắng là từ làm trong bổn phận thôi, cho con không trông chơi gì ở đồng đội các bạn nhé. Đấy, thì mấy cái pha mà các bạn thấy là mình vừa đánh con mưa con gái, tuy là cầm lằng được nhưng mà không đủ đám để mà kết liễu nó nhá. Mình nghĩ ấy, cái mùa này mình cắn hơi bị sai đám so với mình những mùa kia, là do cái thương long cái nớt ấy, nó đánh mấy cái con nó mỏng mỏng kia, ít chạp kia, nó đánh rất là lỏ luôn. Đám mà không được nhiều như cái thương long mùa trước, tuy là nó đánh mấy con tánh thì ok hơn, nhưng mà đánh mấy con mỏng mỏng ấy thì thương long bây giờ nó cắn đám, các bạn phải cắn đám nhỏ hơn nhá các bạn nhá. Chứ như mùa trước cái mình bị phá cầm lằng và bật ân ti đánh thương, cái là những cái con như mưa gan nó sẽ đi luôn đấy các bạn kia. Nhưng phá vừa rồi mình không đủ đám, đấy là do mình cắn sai đám đấy. Bởi mùa này cái thương long này nó khá là lỏ khi mà đánh với những con mà ít giáp kia, nên là các bạn phải để ý những cái phá combo các bạn nhá. Đấy, đánh những con tánh này thì khá là ok này, nhưng mà những con giáp ít đấy rất là lỏ luôn. Đây, Arthur không ít máu không vậy, mình tốc biệt lên chơi luôn các bạn nhé. Chơi một chục buổi đánh thương rồi xong đấy. Đây, cái trận này thì khá là ok đấy. Đây, pha này tốc biến vào chơi luôn này, combo và đánh thương xong các bạn nhé. Đấy, thì các bạn mà thấy là khi nào mà các bạn combo tướng ấy, tướng địch mà mấy con màu hồng ấy mà các bạn dùng 2-1 cầm lằng rồi bật chiêu 3 đánh thương một phát mà nó đi luôn ấy, thì đó là đã đủ đá và thành công nhá. Chứ các bạn đừng lên đô mà khi các bạn combo như thế mà mấy con bóng hồng ấy nó không đi mà các bạn phải tự nguyện trảm thêm một lần nữa ấy, thì đó là các bạn lên đô như vậy là bắt AD không được mượt các bạn nhé. Thì các bạn lên đô nếu thương long ít nhất các bạn có thêm là cái nánh và thứ hai, hoặc là các bạn không nánh thì các bạn lên hai cái đô xuân giảm luôn là thương long hoặc và cái là thương xuất phát cùng một lúc, thì bắt mấy con bóng hồng ấy nó sẽ đi luôn trong vòng cái combo chưa cần tự nguyện trảm nhé. Còn các bạn mà lên đô mà combo phải dính cả tướng con trảm mới đi AD ấy, thì đó là cái bù đô nó hơi bị thiếu đám còn nhá. Bắt như thế rất loang ngoang và nó có cơ hội để nó chạy mất đấy. Và là vì cái thương long mùa này nó bị giảm sức mạnh khi các bạn solo với mấy con giáp ít đấy, nên là các bạn lên cái nhánh phù cho mình là cái xuyên tâm của bạn nhá, để mà lết các bạn có thêm 60 xuyên giáp nhá. Chứ còn các bạn lên cái nhánh màu xanh ấy thì lết các bạn hơi bị thiếu xuyên giáp đấy, so với những con màu trấu giáp trấu như tánh ấy thì thương long khá là ok, nhưng mà mấy con màu mỏng giáp mỏng ấy thì thương long rất là lâu, nên các bạn nhớ lên cái nhánh phù xuyên tâm cho mình các bạn nhé. Rồi thì pha này mình sẽ vào mở combat các bạn này. Đấy, nếu như ăn được con AD thì mình sẽ đủ vàng mà mua liêm lửa vào con lính trước nhá. Đấy, rồi đủ vàng để mua liêm rồi, pha này mình sẽ rằn tù nguyệt trạm. Đấy, thêm một người đi rồi, tù nguyệt trạm thêm phản nữa, hai người đi rồi, bán lên liêm là xong. Đấy, trận đầu là end đấy các bạn nhé, 14-1 đấy, trận này mình khá là xanh luôn. Đấy, và cũng là đồng đội cùng chơi cũng khá là ổn hơn so với trận trước. Thôi thì trận đấu này mình sẽ là được MVP và mình sẽ là được còng tầm khoảng 70-80 điểm ấy, cũng không nhiều đâu.
Rồi thì trận này mình được còn 85 điểm các bạn nhé. Và tiếp tục đến về trận đấu tiếp theo các bạn nhé. Rồi thì trận này là thì mình pick rất là kỳ dị luôn. Đấy là con lau reo đi rừng. Và thứ hai lát nữa thì mình nói luôn được kết quả là trận này thằng AD của team mình ấy nó AFK luôn đấy. Thứ nhất là lau vừa pick tưởng trốn game đi rừng, thứ hai là AD chuẩn bị AFK đấy, nên là trận này rất là khó khăn luôn đấy. Mình thấy mình sợ nhất là đồng đội thôi, chứ còn mình địch của team này ở rank này mình chả sợ đâu, sợ là đồng đội thôi các bạn nhá. Thì tiếp tục như là cái chiến thuật trận trước ấy, solo với Arthur thì mình sẽ là farm xong rồi mình đi gánh thôi các bạn nhá. Đấy thì đoạn này là lau nổ gánh cho bên mình trước, nên là mình sẽ lấy lợi thế và chặn lính và chuẩn bị là đi gánh cho đồng đội luôn các bạn nhá. Rồi thì pha này team mình là thiếu rất nhiều người, nhưng mà vẫn tự tin vì Zena đầu game rất là mạnh. Nhưng mà sai lầm là pha này bị dính rất là nhiều cái hiệu ứng của team địch ấy, nên là đã là đi luôn các bạn nhé. Rồi thì là một pha combat lỗ, nhưng mà mình vẫn ăn được hai mạng đấy. Rồi thì tiếp theo pha này là khi nó lỗ sai ở mid ấy, mình sẽ ra đường mid để thứ nhất là ăn lính, thứ hai là qua rừng khỉ để mà cướp bố xanh luôn, bởi vì là nó phám bên xanh trước ấy đấy. Nhưng mà pha này rồi mình tốc biến lên chơi luôn các bạn nhá, và có màng khỉ cũng như là sẽ vào để mà quấy bố xanh luôn. Nhưng trước khi quấy bố xanh ấy thì mình sẽ ra mid để mà cho lính cao lên các bạn nhá. Rồi mình sẽ là vào bố xanh tiếp theo. Đấy, như mình đã nói đâu rằng thì các bạn mà solo với Arthur ấy, các bạn cứ quăng Arthur cho nó chơi một mình ở trên kia đi, thậm chí các bạn quăng trù luôn đấy. Pha này mình sẽ đi gánh tiếp này đấy, đi gánh liên tục. Và từ khi mà các bạn gặp con ná ở bên rừng tìm địch ấy thì các bạn phải sờ về đé thôi, cho Arthur thì nhiều khi các bạn quăng nó một trù cũng được, cho nó một trù hẳn luôn, các bạn đi gánh liên tục ấy thì các bạn sẽ là tạo lợi thế cho team rất là nhiều luôn đấy các bạn nhá. Solo với những con mà tu như vậy ấy, mà nó trâu ấy, tốt nhất là nhường nó hẳn cái đường nó luôn ấy, cho nó chơi một mình và mình sẽ là đi gánh liên tục các bạn nhá. Thì pha này tiếp theo là tăng AD team mình chả hiểu sao luôn đấy, nó bắn được vài phát rồi nó AFK, thế là team mình bị thiếu một người, kèm theo là team mình rất là mỏng luôn, toàn là tưởng pháp sư cả đấy. Nó AFK thì con chắc mình là tưởng vật lý thôi, còn lại là tưởng pháp sư cả, nên là team mình pha này từ đi là bị mất lợi thế các bạn nhá. Mình chả hiểu tại sao ở cái rank này mọi người AFK rất là nhiều luôn, cảm giác như mọi người chơi game để giải trí, mà kiểu là giải trí đơn thuần ấy, thích là các bạn AFK chứ các bạn chả nghĩ đến người khác luôn. Đấy, mình này giờ mình gặp AFK rất là nhiều trận rồi, nên là bây giờ mà gặp AFK mình rất là cay luôn các bạn nhé. Rồi thì pha này là vài ô bị lỗ sai nên mình sẽ là lượt của lính trước các bạn nhé. Rồi bật chiêu 2 rồi lượt vào đánh thương thêm một phát là nó cầm lăng, bật chiêu cuối và đánh thương một phát là đủ làm thôi. Khi mà bạn lên đô mà chỉ cần combo mà các bạn lượt vào cầm lăng được và bật chiêu cuối đánh thương phạt là AD đi ấy, tức là các bạn là lên đô chuẩn và đủ đám các bạn nhé. Chứ còn nếu các bạn lên đô ấy mà các bạn lượt vào cầm lăng được mà bật chiêu cuối đánh thương, AD nó vẫn còn ngấp ngoé, nó còn một ít máu mà các bạn phải tự mất trạm ấy, đấy là các bạn đã lên đô bị thiếu đám rồi. Thì cả bạn mà đi tím ấy, thường bạn lên nhiều đô thủ cũng được, nhưng mà các bạn đi đớn ấy, lên mà như vậy các bạn phải và tự mất trạm ấy, loang ngoang mà nó chạy được qua đồng đội nó vào nó áo nháy lại mình ấy thì các bạn rất là khó chơi luôn. Đi đơn khác với đi team, các bạn đừng có so sánh đô với tuyển thủ của bạn nhé. Đô tuyển thủ người ta đi team người ta khác, còn bạn đi đơn ấy, tốt nhất các bạn phải lên từ ló cho bản thân mình, không nên trông chơi đồng đội quá là nhiều các bạn nhé. Đấy thì cũng có nhiều bạn hỏi mình là tại sao không lên phù hiệu cái phù hiệu chỉ màu xanh nhá, cái chú hiệp, cũng như là lên một cái đồ công và full đô thủ ấy. Thì mình vừa nói rồi đấy, các bạn nhìn tuyển thủ chơi ấy, nhìn thì đúng là người ta chơi rất là mạnh đấy, bởi vì là người ta đi tím kia, thường là người ta ưu tiên cái chống chịu cho nên nện trên á các bạn nhá, câu kéo để mà làm chậm cũng như là khống chế để mà đồng đội mình vào tiếp tục là dồn đám. Nhưng mà các bạn đi đơn ấy, như mình đã nói rồi, thì các bạn đi đơn các bạn trông chơi đồng đội không được đâu, các bạn đi đơn thì các bạn có biết người ta đánh hay hay giờ, các bạn khống chế xong người ta có vào hay không, nên thực chất các bạn phải lên để mà đủ đám kết liều luôn. Đấy, nên là mình thường là dùng cái bằng ngọc cũng như là phù hiệu cũng như là đồ ấy, nó nhiều về phân đám hơn là tuyển thủ. Nhưng đương nhiên mình vẫn lên đồ semi của bạn nhé, thì các bạn vẫn là có đủ cái lượng chống chịu thôi, tuy là không nhiều đồ thủ như tuyển thủ ấy, nhưng mà cái lượng chống chịu của bạn vẫn có nhé. Nên là mình nghĩ là các bạn lên đồ như mình ấy, tức là nửa công nửa thủ như này cũng được, chứ các bạn đừng lên quá nhiều đồ thủ thì các bạn bị đồng khá là nhiều của bạn nhé. Rồi thì trận này dù rất là cố gắng rồi, nhưng mà team mình là AD AFK cũng như là pick hơi ngáo ấy, nên là vẫn là thua các bạn nhé. Thôi thì
dù sao thì mình nghĩ rằng mình vừa ném MVP nó cũng trừ có ít điểm thôi, thì mình vẫn lấy điểm cố gắng tiếp tục trận tiếp theo các bạn nhé. Thì mình các bạn thấy đấy, đi đơn cực kỳ là có rất là khổ luôn đấy, gặp AFK, gặp phá game, gặp rất là nhiều thứ, nên là các bạn mà có team thì nên đi team. Mình mà đi team ấy, team cây thuế ấy, thì nhánh thôi, một trận 6 đến 8 phút thôi, nhưng mà đấy là đi đơn để các bạn xem cái hành trình cho nó chất các bạn nhé. Cho đi mà đi team mà vào quay cho các bạn xem thì các bạn ra áp trùng rất là khó luôn các bạn nhé. Rồi thì trận này mình bị trừ 17 điểm, AFK rất là nhiều luôn đấy, thì rất là ức chế. Rồi thì mình bắt đầu trận tiếp theo các bạn nhé. Rồi thì trận này thông báo cho bạn một cái tin luôn, không biết vui buồn, nhưng mà trận này thì mình đặt nửa sẽ là thằng dồn nó AFK nụt các bạn nhé. Đấy, bạn thấy AFK liên tục luôn, chơi cái đánh này mình chả hiểu sao các bạn, chơi game rất là thiếu ý thức luôn đấy, mình chả hiểu luôn. Đấy, AFK liên tục, trận nào gặp AFK, nhưng trận này mình sẽ cố gắng để mà thắng, mặc dù là 4-5 các bạn nhé. Đấy, trận này thì team bạn nó không biết là sao nó tránh lên đấy, pick tần 4 con pháp sư, nên là mình sẽ lên cái trói rất là sớm luôn. Thì lên cái trói thì mà 4 pháp sư thế này thì coi như là cao tới hoàn toàn các bạn nhé. Đấy, vì team bạn là pick rất nhiều pháp sư và tránh lên đấy, nên là khi lên đường top này chả quái solo với mình cả, nên là mình tranh thủ mình bế cái trụ nữa. Đấy, con pain hiện tại là pain vào để mà muốn ăn mình, nhưng mà rất tiếc là mình đã lên một cái dây dây kháng phép ấy, và các bạn lên thêm một cái mảnh giáp phép nữa nhá. Đấy, đầu game mà các bạn lên một dây kháng phép có cái mảnh giáp phép ấy là 180 giáp phép cộng thêm, rất là trâu luôn. Nên các bạn để cái mèo lên đồ nhỏ nhá, đồ ghép ấy. Rồi sau khi lên trận này team bịch địch ấy không có tánh ấy, nên là mình sẽ là lên cái thương xuyên phá thay cho thương long. Đấy, nên là đầu game cái thương xuyên phá này rất là mạnh luôn các bạn nhá, và thêm một đồ kháng phép nữa. Thì mình nghĩ là trận đấu này mình sẽ không sợ bất kỳ vị tướng nào ở team địch trừ thằng AD ra. AD thì nó sẽ là sát thương vật lý, và mình trận này sẽ không lên giá vật lý đâu, mình sẽ lên giá phép thôi các bạn nhá. Còn lại là lên đám, full đám luôn. Đây thì tận dụng là cái đường tốt rất ít người qua lại, thì mình sẽ là lúc lùm đây và thằng Rat đi qua thì đúng là 1.5 giây là bốc hơi thôi. Đấy, hiện tại mình không sợ mấy con phép này, thứ nhất là không sợ, mà thứ hai là cái lượng sát thương mình lên một đô công ấy cũng là đủ sức để ăn mấy con mỏng mỏng rồi. Thì các bạn nên nhớ mua này ấy, cái thương xuyên phá nó đánh vào mấy con mỏng mỏng ấy, giảm ít đấy, nó ngon hơn cái thương long rất là nhiều luôn, bởi vì thương long nó bị giảm cái lượng sát thương khi các bạn đánh những con giảm ít đấy. Ở cái mùa này cái thương long không ngon đâu các bạn nhé. Để mình nếu các bạn lên thương long chỉ để lấy hồi chiếu là chủ yếu thôi, chứ còn nó không hề ngon luôn. Đây, phá này tiếp tục là vào cầm lặng vào chiêu cuối đánh thương là xong thêm một màng được các bạn nhé. Đấy, thì nếu như các bạn nào mà thấy đội hình mà không có tánh này, các bạn thấy cái thương long bằng thương xuyên phá ấy, mình biết là cái thương long hiện tại có 15% giảm hồi chiếu, nó rất là ngon, nên là rất nhiều bạn không sẵn sàng là đổi sang thương xuyên phá đâu, mình cũng vậy thôi. Nên là các bạn có thể đánh đổi nếu như các bạn không lên thương xuyên phá ấy, à không lên thương long ấy, mà lên thương xuyên phá thì các bạn có thể lên cái đồ hồi chiếu khác như cái trói chẳng hạn này, đấy, để bù đắp cái lượng hồi chiếu do cái thương xuyên phá này không có các bạn nhé. Đấy, thương xuyên phá mùa này rất là ngon, bởi vì là nó ít vang và nó bắt AD pháp sư cũng như là những con màu và giáp ít đấy, rất là ngon luôn các bạn nhé. Đây thì pha này mình đã mua xong cái trói rồi, nên là đấy là toàn là phép nữa, nên là mình sẽ không sợ các bạn nhé. Đây, ok, cái thông báo kìa. Đấy, pha này mình có một pha xử lý rất là hơi là ốc trò các bạn nhé. Đấy là mình băng trụ vào để mà ăn con video này, nhưng rất tiếc là mình lượt không trùng lính. Đấy, không có chiêu để lượt ra và mình bị nó choáng nên là đi luôn. Đấy, thì hiện tại là Jun đang máy chơi các bạn nhé, không phải người chơi đâu. Các bạn nhìn cái hướng di chuyển của con Jun là các bạn biết thôi. Đấy, trận nào cũng gặp AFK chúng là rất là chán luôn. Nhưng mà trận này team địch không biết là thằng Jun đang AFK đâu các bạn ạ, tại vì người ta điều khiển Jun nó đi theo kia. Đấy, nên là team địch vẫn cứ tưởng là người chơi, nên là nó vẫn rất là rèn các bạn nhé. Thì mình sẽ cố gắng tận dụng cái lợi thế là team địch chưa biết là Jun AFK, để mà mình sẽ là ép Jun ép trụ và là end trận đầu luôn, chứ còn để nó lâu ấy 4-5 chắc chắn là vẫn sẽ thua thôi. Rồi thì pha này mình tốc biển ra và ăn được hai màng rồi nhá. Thì pha này thằng bên nó lao vào nó kết thúc mình đấy, thì dù sao cũng là lời màng đây, pha này là mơn gà nó ăn được bên tức là hai đổi bái, thằng Jun thì không tỉnh các bạn nhá, thì vẫn là không bắt lời. Thì cố gắng là team địch còn một chút máu trù, mình sẽ lên bao cái máu đó để được 3 đường siêu cấp. Thì 4-5 so với 3 đường siêu cấp ấy, thì 3 đường siêu cấp với lại hơn thua một người ấy, thì là có như là huê nhau các bạn nhé. Đây thì bây giờ là bạn Jun thấy chát rồi, tức là mới vào lại trận được các bạn nhé. Đây, gánh cho ỉa chạy luôn,
cong cả lưng luôn 15 phút rồi thì mới vào để mà chơi đi. Tôi còn trách đồng đội là support nó không bộc kê nữa, buồn cười thật đấy. AFK cả 15 phút đồng đội được cảnh cho cong lưng rồi còn vào trách móc gì nữa. Thì pha này mình đã ăn được 3 màng còn nhá. Và thằng Ghi Đu nó rất là trâu luôn, trận này Ghi Đu nó lên giáp ấy nên là mình không đủ đám để mà ăn nó, thì mình sẽ là tạo hiệu ứng và để mà ăn mấy con lính này để mà lên. Đây pha này mình chỉ còn liên liêm vào nhá. Đây ba con lính Toro này là đủ để mà mình end trận đấu rồi. Đây pha này mình thấy là lính nó vào đấy nhá, mình sẽ vào đánh trụ luôn chứ không đánh con Ghi Đu nữa đâu. Nó lên rất là nhiều giáp nên mình ăn không được đâu nó các bạn nhá. Rồi thì trận này thắng của mình chắc chắn là MVP, thì MVP cộng tầm khoảng 80-90 điểm ấy. Đây các bạn nhá, tức là mình cộng 87 điểm. Thì trước tiên là tố cáo anh Jones này đã. Đấy, AFK từ 7 điểm uy tín, chắc chắn phải tố cáo luôn. Chứ có đâu mà AFK 15 phút trong vào nhận một sao dễ dàng như thế được. Rồi, thì tới luôn trận tiếp theo các bạn nhá. Trận này mình đối đầu về vì tưởng là Tara. Đấy, đối đầu về những con mặt trâu như thế này ấy. Mình nói như trận gặp con Arthur rồi. Thì các bạn farm hết lính xong các bạn đi gánh là được. Như thế thôi các bạn nhá. Bởi vì con Tara thứ nhất là nó sẽ là ôm đường, nó vẫn đi gánh đấy, nhưng mà cái lượng sát thương nó không nhiều, chủ yếu là chống chịu thôi. Đấy mà các bạn ở lại ôm đường với nó thì các bạn lộ mà chất tướng, nên tốt nhất là farm xong đi gánh. Và thứ hai, trận này mình nói luôn là con Amelie ở trận đấu này nó đánh được vài vụt rồi nó lại AFK cực kỳ trả luôn. Đây là trận thứ 3 liên tiếp mình gặp AFK rồi các bạn nhá, mà lại AFK ở team mình chứ không phải team địch. Đấy mình đã chơi xong trận đấu mình bình luận lại nên mình biết được cái kết quả các bạn nhá, nên là mình nói luôn cho các bạn biết, tức là ở cái rank này thì là cái ý thức người chơi cũng rất là kém hòn nhá. Thì ở trên rank cao ấy thì đa số là hack map này, đấy hack map hoặc là nói chung là tiểu xảo ấy nhiều ấy. Nhưng mà ở rank thấp ấy thì khổ cái là các bạn AFK quá nhiều luôn, chửi nhau quá nhiều luôn. Đấy một trận đấu nó kéo dài rất là dài luôn. Đấy trận thứ 3 liên tiếp mình gặp AFK ở cái team mình rồi, rất là mệt luôn ấy. Đây pha này con Tara nó có bộc phá ấy, nó nên là nó cứ muốn ăn mình, nhưng mà mình là có con Amelie nó lên gánh rồi nên là quay lại và áo nhây luôn các bạn nhá. Rồi thì đây cái lợi thế đầu game mình đã có hai màn rồi, thì bây giờ mình sẽ là chặn lính và thứ hai là đi gánh các bạn nhá. Đấy lính sắp lên rồi kìa, mình chặn lính thì mình sẽ di chuyển nhanh hơn với thằng Tara của team địch nhá. Đây là mèo mà khi các bạn solo với con Tara này thì các bạn biết là nó lên cái giáp lửa ấy, nên là ở gần nó rất là bị tổn máu. Và thứ hai ấy, nó hồi phục kia nên là các bạn cầm lăng xong là các bạn ok lượt ra nhá. Nhưng mà pha này con Tara nó bị pinh choáng ấy nên là nó không kịp bấm cái chữ hồi máu ấy nên là nó đi luôn. Chứ nếu như bình thường các bạn solo nhá, các bạn cầm lăng cái là các bạn lượt ra luôn. Đấy khi mà nó còn dưới nửa cái máu ấy thì các bạn mới combo zone như pha vừa này ấy, zone cái thì nó bị choáng, nó không kịp bấm tí là coi như là nó đi luôn các bạn nhá. Tiếp tục là chặn lính. Đây thì pha này mình thấy con Tara nó còn thấp máu nhá, bị biệt là nó còn ulti đấy. Nhưng mình sẽ zone cầm lăng qua combo nó choáng, nó không kịp bấm tí nhá. Đây choáng cầm lăng không kịp bấm tí này. Đấy thì pha đó lý do vì sao nó không kịp bật ulti thì các bạn biết là Zena thứ nhất là có cầm lăng này, thứ hai là có choáng này. Đấy giả sử như mà nó mà bấm ulti ấy, nhà pha đó bấm nhanh ấy thì bị dính cầm lăng thì không bấm được nhá. Mà vừa mới tỉnh cầm lăng thì bị dính choáng rồi thì cũng không bấm kịp, nên là pha đó mình xác định là sẽ combo nó zone nó đi luôn các bạn nhá. Con pha vừa rồi ấy thì các bạn thấy là mình combo con Butterfly ấy, thì các bạn thấy mình không có chiêu 2 nhưng mình vẫn cầm lăng được. Thứ nhất là các bạn lượt chiêu 1 vào còn phải đánh thương kèm một cái nhá, lượt thêm một lần nữa thì đánh thương kèm một cái nữa là sẽ đủ cầm lăng, không cần phải là có chiêu 2 làm gì. Rồi mình bật ulti và từ vật trạm cũng như từ vật trạm đánh thương là đủ đám thôi. Pha này nó mất sai nó không bắn được này. Đấy zone chết các bạn nhá. Đấy thì pha đó mình đúng ra mình một là có thể phải phương án một là mình chạy thẳng luôn thì mình cũng không chết đâu các bạn nhá. Đấy thì hiện tại là con Amelie nó đã AFK rồi. Thì các bạn thấy đấy, 3 trận liên tiếp thì mình quay cho các bạn đi đơn cực kỳ là khổ luôn. Trận nào cũng gặp AFK mà AFK toàn ở cái team mình, chả hiểu lý sao lại đen như vậy luôn đấy các bạn ạ. Nói chung là cái hành trình series này mới cái tập đầu tiên ấy mà đã là gặp AFK rất nhiều thế này rồi, không biết những tập sau như thế nào. Để hy vọng những tập sau ấy sẽ là ổn hơn, chứ bây giờ hiện tại rất là mệt mỏi rồi các bạn ạ. Tại pha này sợ là thua luôn đấy. Hiện tại là team mình là đi 3 người rồi mà 4 người luôn đấy, một người AFK nữa, coi như là trận này là kết thúc chắc là thua rồi các bạn ạ. Lại tiếp tục thua vì AFK các bạn ạ. Rồi thì trận nào cũng gặp AFK hết, rất là chán luôn, bị trừ 17 điểm thôi, tố cáo thôi các bạn nhé.
rồi mình đến với trận tiếp theo thôi các bạn nhé. Rồi thì bây giờ là đến trận tiếp theo các bạn nhé. Thì trận này là có một tin buồn và một tin vui, thì mình kể trên vui trước nhé. Thì trận này team địch pick rất là ngáo luôn, tức là về ra nó đi đường top, và tin buồn này thì các bạn cũng đã thấy đấy, ngay từ đầu trận là đồng đội của mình đã là AFK luôn. Đấy thì trận này combo là các bạn thấy đấy, trận trước ấy ít ra đồng đội nó còn AFK giữa trận, trận này là nó AFK ngay đầu trận luôn, nó tăng độ khó cho game mà. Đấy nên là các bạn thấy đấy, không hiểu sao đi đơn ở cái rank này mà mọi người AFK rất là nhiều luôn, ý thức cực kỳ kém luôn, và đi đơn cày điểm rất là khổ. Bạn thấy hiện tại mà mình làm cho các bạn, đây là trận thứ 6 rồi mà trận 4 trận liên tục là có đồng đội AFK, thì các bạn nghĩ xem cày điểm như thế này thì nó cũng cực kỳ rất là khổ luôn các bạn nhé. Thì cái pha vừa rồi mình lượt hụt nhá, đấy là lỗi của mình đấy, nhưng mà cái tù mà trảm bù lại nó rất là đau luôn, nên là mình có đám để mà kết thúc luôn cả hai thành viên đi tưởng phép mình tìm địch thì bù lại trận này địch nó pick rất là ngớ ngẩn, nên là không có tánh kia, nên là mình nghĩ là trận này mình sẽ cố gắng hết sức để mà 4-5 có thể là lật kèo và thắng nhất. Trận này sẽ cố gắng là ăn được nhiều màng càng tốt để gia tăng khoảng cách với vàng, và thứ hai là đẩy trù quá nhá. Thì nếu như các bạn muốn tu nguyên trầm nó đau kia thì các bạn lên cái thương chân phải bạn nhá. Đấy thương nó từ pha này tốc biến lần tiêu 1 này combo chú 3 rồi đánh thương từ nguyên trầm đấy, có hai màng các bạn nhá. Thì nếu như các bạn muốn tu nguyên trầm mà đau như mình, cái pha mà mình tu nguyên trầm còn về rái đấy, thì các bạn phải lên là cái thương chân phải, chứ cái thương lóng nó tu nguyên trầm nó cũng đau đâu, bởi vì thương lóng nó cần phải tích tầm 4 stack, mà thứ hai cái thương chân phải nó xuyên trực tiếp mà xuyên thầu vào AD hoặc là pháp sư những con mà ít giáp ấy, nó cực kỳ đau luôn, bởi vì những con ít giáp thì nó bị kỳ cái thương xuyên phá các bạn nhá. Còn cái thương lóng thì nó chỉ ngon đối với những cái con gọi là những con tánh ấy, về lết kế ấy, mà các bạn có hồi chiếu để là thương lóng nó chỉ hơn với hồi chiếu thôi. Chứ còn hiện tại mình nghĩ ấy, cái thương xuyên phá này nó bắt mấy con mỏng mỏng ngon cực kỳ luôn. Lần này mình lên cả hai thương nhá, mình không lên đánh đâu, bởi vì như thế nào, đây có màng rồi, bởi vì là thứ nhất là mình muốn tiết kiệm vàng kìa, đấy nên mình lên hai thương. Mà cả bạn chú ý cái đồ mình lên là cái thương xuyên phá trước nhá, vào con màng luôn này, đấy đám rất là to luôn, thương xuyên phá trước luôn, mấy thương long sáu để khỏi bị trúng cái đầu tài ở cái thương đầu xì kìa. Đấy nên là các bạn lên theo thứ này thì sẽ là cái giai đoạn giữa ấy thì sẽ mạnh hơn, còn nếu bạn lên ngược lại cái đoạn giữa các bạn chưa lên hoàn thành đồ ấy thì nó sẽ yếu hơn còn nhá. Và các bạn thấy là cái bù đồ này các bạn có thể là sốc AD pháp sư là nửa combo là đi luôn, không cần phải lên đánh các bạn nhé. Đấy là cái mèo mà các bạn lên đồ tiết kiệm vàng ấy. Rồi thì pha này các bạn thấy là team địch ấy vừa combat với team mình thì khả năng là team địch rất là con yếu máu hoặc là rất là hết chiếu ấy, mình sẽ là vào gọi là từ tù một trạm này, máu rất đau các bạn nhé. Đấy bạn thấy chưa, tù một trạm thêm phần nữa đấy, hai màng rồi. Rồi tiếp tục combo bình thường là có ba màng, thì các bạn thấy là cái thương chân phá này kết hợp với cái thương lóng ấy nó tù nguyên trạm cực kỳ đau luôn, bởi vì cái lượng xuyên giáp rất là nhiều, cộng thêm cái phù hiệu là xuyên tâm kia thì các bạn có tầm 410 xuyên giáp các bạn nhá. 410 xuyên giáp dành cho những con ít giáp ấy, nó gần như là sẽ tăng chuẩn rồi. Bạn thấy mỗi lần mình tù nguyên trạm ấy là nó đi hơn nửa binh máu, tầm 70% máu của đối phương ấy. Đấy cái này mà các bạn đóng thêm cái nánh nữa ấy thì mình là thật là rất là kinh khủng luôn các bạn nhá. Hiện tại mình sẽ là lên cái giáp thống khổ, bởi vì thằng dồn tim địch nó mà sánh ấy, nó từ bản mình thì nó từ phả vào mặt nó thôi đấy, phả lại sát thương mà. Đấy, hiện tại là team mình đã AFK một người rồi, nhưng mà team mình cũng đánh rất là non nữa, nhưng mà mình sẽ là cố gắng đây pha này tốc biến này, chung một tốc biến bao bắt chủ lực được các bạn nhá. Rồi tù mật trạm để mà kháng hiệu ứng nó chủ yếu thôi. Đây pha này tù mật trạm hoàn thành rất là đau luôn đấy, cái bưu đô mà hai cái thương song thương này cực kỳ đau về cái tù mật trạm luôn các bạn nhá. Nên các bạn nào mà trận nào ấy mà cảm giác mà muốn lên đô mà rẻ mà thấy cái nánh ấy thì các bạn đóng hai thương này cho mình, và thương chân phải lên trước nhá, thương lóng lên sau đấy, thì các bạn tù mật trạm nói chung nó combo rất là mạnh còn nhá. Thì đương nhiên nó sẽ không bằng bùi một thương một nánh, nhưng mà bùi hai thương này thứ nhất là rẻ hơn, thứ hai là nó sốc AD đủ để kết thúc thôi. Đấy thì các bạn tối gì mà không lên nữa, trong cái thế trận các bạn cần chôn vang thật nhanh để mà kết thúc trận đấu còn nhá. Rồi thì coi như là cái trận đấu này cũng là kết thúc cái phần 1 các bạn nhá. Thì mình sẽ là làm tiếp theo phần 2, phần 3. Đấy một phần thì mình sẽ làm 6 đến 7 trận như thế này thôi. Đấy thì trận này mình được MVP và mình vẫn được cộng có 88 điểm thôi. Đây sẽ là tố cáo cái bàn AFK đó. Rồi thì tổng kết lại cái tập hôm nay, mình thắng được 6 trận,
và thua mất 3 trận. Đấy, 3 trận trên ái thì nói chung là thua thì trừ có 17 điểm thôi, xem mà thắng thì còn rất là nhiều, bởi vì mình toàn MVP ấy, nên là tổng lại nó vẫn lơi điểm. Và có thêm một trận ấy là mình được còn hơn 400 điểm cho lâu ngày mình không chơi ấy, nên hôm nay là từ 2.000 lên 2.844 điểm, tức là mình lơi 800 điểm các bạn nhé. Thì tập tiếp theo mình sẽ tiếp tục là leo rank tiếp, bao giờ mắc điểm thì vào đỉnh cao còn nhé. Rồi thì xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những cái tập tiếp theo các bạn nhé. Mà yêu các bạn rất là nhiều.